Cách để phối đồ với áo khoác oversize, blazer oversize, áo khoác quân đội, raincoat, áo bành tô và những áo khoác denim là những loại trang phục mang lại cho bạn thần thái dạo phố sang chảnh. Nếu như chưa từng diện áo khoác oversize bao giờ, sẽ khó để cho bạn có thể phối hợp quần áo sao cho phù hợp và cân bằng. Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách những mẹo phối đồ với áo khoác oversize để bạn mỗi lần xuống phố ai cũng phải ngoái nhìn. Mặc đồ trơn để nổi bật áo khoác. 1. Áo khoác oversize vốn đã tạo điểm nhấn cho bạn rồi. Hãy thử mặc đồ với màu sắc rực rỡ cùng với áo denim, màu trung tính với áo khoác hoa văn hoặc pastel phối với raincoat. Bạn cũng có thể phối đồ kiểu đơn sắc, trông vừa giản dị nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Nếu như muốn thêm họa tiết nổi bật, hãy thử choàng một chiếc khăn dài hoặc cài tóc có màu sắc, dùng thắt lưng để khoe vòng eo. 1. Nếu như thấy mình chìm nghỉm giữa chiếc áo khoác to, hãy thu vén bằng một chiếc thắt lưng. Bạn có thể dùng thắt lưng da hoặc là vải hoặc thắt bên ngoài áo khoác da để có thể khoe dáng. Cách này sẽ thích hợp với áo blazer, raincoat hoặc bành tô. Dùng thắt lưng đen dày để có thể làm điểm nhấn hoặc thắt lưng vải cùng màu áo khoác để có thể thể hiện liền mạch từ trên xuống dưới. Nếu như là trang phục đường phố, bạn có thể thay thế thắt lưng bằng một chiếc túi đeo hông. Xoắn tay áo để cân bằng trang phục. 1. Nếu như tay áo quá dài, nó có thể che cả bàn tay của bạn. Hãy xoắn tay áo lên vài lần để lộ cánh tay và cân bằng bộ trang phục. Bạn có thể phá cách hơn bằng cách mặc áo dài bên trong rồi xoắn tay áo khoác ngoài lên để lộ tay áo bên trong. Cách này sẽ phù hợp với áo khoác oversize bao gồm blazer, bành tô, áo khoác denim, mặc áo không tay hoặc áo thùng ôm vừa với áo khoác ngắn. 1. Áo trong ôm người sẽ rất hợp để phối với áo khoác dài ngang eo. Hãy thử mặc áo thùng ôm, áo hai dây, áo ngực thể thao hoặc áo ngực không gọng với loại áo khoác này. Nếu như muốn khoe một tí da thịt, hãy thử bận crop top hoặc áo quay. Nếu như áo thun của bạn hơi rộng, hãy dùng thun cột để có thể quấn gai eo và để cho áo ôm người hơn. Hiệu ứng tương phản với áo khoác dài và áo trong bó sát. 1. Đây là cách phối đồ với áo khoác dễ nhất và đẹp xuyên thời gian. Bạn cũng có thể mặc với quần legging hoặc quần jean để có thể tạo ra những hiệu ứng tương phản thú vị từ đầu tới chân. Nếu sở hữu một chiếc blazer oversize, hãy mặc cùng với legging để mang phong cách thích hợp với cả làm và chơi. Nếu như có một chiếc áo denim oversize, bạn có thể thử phong cách mặc cả bộ denim. Phong cách đường phố với quần oversize phối với áo khoác. 1. Thử phong cách hiện đại nổi bật giữa đám đông. Bạn có thể mặc quần jean ống suông rộng cùng với áo khoác oversize cho diện một màu thật ngầu góc cạnh. Nếu phối đồ với áo khoác denim, hãy thử phối quần jean với áo khoác có độ wash tông màu giống nhau. Cách phối này sẽ giúp cho áo khoác hơi ôm dáng hơn so với blazer và raincoat. Cho bộ váy thêm phần mạnh mẽ với áo khoác. 1. Bạn có thể tạo hiệu ứng tương phản với chiếc áo khoác oversize phối với váy ngắn hoặc đầm dài. Hãy mặc một chiếc đầm thước tha hoặc váy chữ A rồi khoác thêm một chiếc áo khoác để có thể phối hợp phong cách. Để trông gọt ngào rất thính hơn, hãy thử mặc đầm hoa nhé, phối cùng dài bót cao gót hoặc bót thấp. Nếu thời tiết trở lạnh, hãy mang thêm quần tất đen để có thể giữ ấm chân. Sang trọng cùng với quần tây. 1. Nếu như sở hữu một chiếc blazer hoặc bành tô, bạn có thể biến chúng thành đồ tây, phối cùng với quần tây và áo kiểu, sau đó hãy khoác thêm áo khoác oversize. Để trông nữ tính hơn, bạn có thể dùng thêm trang sức to bản, ví dụ như một chiếc vòng cổ làm điểm nhấn. Mang bót cao gót hoặc dài tay nữa là ra dáng doanh nhân ngay. Phối quần ngắn với phong cách hiện đại tươi trẻ. 1. Áo khoác oversize và quần ngắn để tạo hiệu ứng tương phản thú vị. Bạn có thể mặc áo hai dây cùng với quần denim ngắn, sau đó hãy khoác thêm áo oversize. Nếu như mặc blazer oversize, cách phối đồ này sẽ thích hợp cho buổi tối hẹn hò. Hãy mang cùng với dài cao gót dây hoặc là dài ba lê, phối cùng với một chiếc sắc nhỏ xinh cùng bạn. Áo khoác denim với quần ngắn denim luôn là cách phối hợp rất cầu. Hãy mang cùng với knit skirt hàm hố và vớ cao, trông sẽ rất tươi trẻ và đơn giản. Điểm nhấn trang sức. 1. Trang sức sẽ giúp cho tổng thể trang phục oversize trẻ trung và nữ tính hơn. Vòng cổ to, khuyên tai đông đưa, lắc tai to bản đều hợp với áo khoác oversize. Kính râm lớn cũng là một cách hay để có thể thu hút sự chú ý trên gương mặt. Dài cao gót hoặc sneaker hàm hố để có thể cân bằng tổng thể. 1. Điều này sẽ giúp tổng thể trang phục gắn kết từ đầu tới chân. Bót cao cổ, bót quân đội, knit skirt hàm hố và dài tay là những lựa chọn hay để có thể phối cùng với áo khoác oversize. Nếu như bạn nhỏ nhắn, hãy mang bót cao sẽ giúp cho bạn ăn dàn thêm vài cm chiều cao. Vớ cao chính là điểm nhấn trẻ trung, làm nổi bật thêm trang phục. Lời khuyên, mặc đồ oversize phải biết cách cân bằng giữa những yếu tố. Nếu như ở trên đã mặc áo khoác oversize rồi, thì ở dưới phải chọn thêm độ ôm dáng.